Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Theo niên lịch phụng vụ, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào ngày thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa. Nhưng vì lý do mục vụ, giáo hội cho phép chúng ta mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm vào Chủ nhật tới đây. Giờ đây, xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa nhân danh cha và con và thánh thần amen tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh luca khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần chúa giêsu để nghe người giảng thấy vậy những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng Bây giờ người phán bảo họ dụ ngôn này Ai trong các ông có một trăm con chiên Và nếu mất một con Lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa Mà đi tìm con chiên lạc Cho đến khi tìm được sao Và khi đã tìm thấy Người đó vui mừng vác chiên trên vai Trở về nhà kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc cũng vậy tôi bảo các ông trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải Kính thưa quý ông bà và anh chị em cách đây 300 năm Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Ngài đã mở ngực và chỉ trái tim ngài như một tòa lửa sáng rực hơn mặt trời, trong suốt như thủy tinh, chung quanh có vòng gai và trên đầu là thánh giá. Thánh nhân kể lại, Chúa đã tỏ cho tôi biết lòng Chúa nóng nảy, khát khao được nhân loại yêu mến và Ngài muốn giải thoát nhân loại khỏi vòng trụy lạc. Vì thế, Chúa có ý trò trái tim cho nhân loại, một trái tim chan chứa tình yêu thương, tràn đầy ân sủng và sự cứu rỗi. Lần khác, đang sốt sắng chầu mình thánh chúa margarita lại được xem thấy chúa toàn thân sáng láng vinh quang với năm vết thương trói loài như vầng đông và nhất là trái tim đáng kính của chúa tựa như lò than hồng chúa đã cho thánh nữ biết những việc lạ lùng khôn tả của tình yêu và ngài đã yêu nhân loại vô ngần thế mà Ngài chỉ được nhận được những sự vô ân bội bạc. Bài tin mừng ngày lễ thánh tâm, Chúa Giêsu đã phán với những người biệt phái: Ai trong các ông có một trăm con chiên mà nếu mất một con lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Qua hình ảnh người chủ chiên đi tìm chiên lạc, khi ông đã dám để 99 con trong hoang địa để chỉ đi tìm một con chiên lạc, Chúa Giêsu muốn diễn tả một tình yêu vô bờ bến dành cho những con người tội lỗi, yếu đuối, lầm đường lạc lối. Ngài muốn đánh đổi tất cả 99 con để chỉ đi tìm một con chiên lạc. Đức Hồng y Francisco Xavier trong bài giảng có tựa đề 10 khuyết điểm của Chúa Giêsu vào sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 1998 tại Nguyện Đường Dòng Truyền Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Strasbourg, nước Pháp. Đã đề cập đến khuyết điểm thứ hai của Chúa Giêsu trong 10 khuyết điểm, đó là Chúa Giêsu không biết làm toán. Ngài chia sẻ, trong dụ ngôn con chiên bị lạc mất chúng ta thấy lối cư xử của Chúa Giêsu đã tỏ ra không biết tính toán một kẻ có một trăm con chiên ở giữa đồng trống mà mất một con hẳn phải tính toán xem làm sao một con đi lạc lại hơn 99 con còn lại không những Chúa Giêsu cho rằng một con mất đi cũng bằng 99 con còn lại mà còn đi xa hơn, ngài đã bỏ 99 con lại đấy để đi tìm cho khi được một con chiên bị lạc. Một mà hơn 99. Chúa Giêsu không biết làm toán. Trong chương trình rao giảng của ngài không phải số lượng quần chúng đông đảo mà Chúa Giêsu tìm kiếm, nhưng là những con người và ngài đã không tiếc thời giờ để trao đổi với những con người ngài giảng dạy cho họ như Ngài đã từng đối thoại với người phụ nữ Samari bên bờ giếng Jacob, một người tội lỗi, một con chiên bị lạc. Đức Giêsu còn nói về sự vui mừng của chủ chiên khi tìm thấy chiên lạc. Ngài phán, khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu đến, mà nói rằng, anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc nếu như sự vui mừng của con chiên lạc được trở về đoàn chiên với những tiếng kêu be 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 vui mừng thì niềm vui của người chủ chiên còn to lớn hơn gấp bội tìm được chiên ông không giữ cái niềm vui đó cho riêng mình mà còn kêu bạn bè đến để nói với họ anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc Người chân chiên đã có một trái tim yêu thương, vì nếu như lúc mất chiên, ông buồn bã bao nhiêu và bỏ tất cả để đi tìm con chiên lạc thì khi tìm thấy, ông đã diễn tả cái niềm vui to lớn là mời bạn bè đến chia sẻ niềm vui và nói với họ: "Anh em, hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc." Đức giáo hoàng Francisco trong bài giảng Lễ Thánh Tâm tại quảng trường Thánh Phaero ngày mùng 3 tháng 6 năm 2013 đã nhấn mạnh về vai trò của người mục tử. Trái tim của người mục tử nhân lành không chỉ là trái tim thể hiện cho chúng ta thấy lòng thương xót, nhưng là chính trái tim hay thương xót. Ở nơi đó, tình yêu của Chúa Cha tỏa rạng. Ở nơi đó, Tôi biết được rằng tôi được chào đón và tôi được cảm thông theo chính thân phận của mình. Ở nơi đó, tất cả tội lỗi và sự thiếu sót của tôi, tôi hiểu và tôi biết chắc một điều, tôi được chọn, được yêu thương và được tha thứ. Suy ngẫm về trái tim đó, tôi làm mới lại tình yêu ban đầu của tôi những kỷ niệm về thời gian đó khi Thiên Chúa chạm vào linh hồn tôi và gọi tôi đi theo Ngài. Kỷ niệm niềm vui vì đã được thả lưới của những kẻ lưới cuộc đời trên đại dương của lời người. Đức Giêsu còn phán, nước trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải để diễn tả niềm vui tột cùng của nước trời khi một người tội lỗi hối cải. Đức Giêsu đã nhấn mạnh một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Khi phán bảo những lời này, Đức Giêsu có ý nhấn mạnh không phải Ngài muốn lãng quên hay bỏ rơi những người công chính, nhưng Ngài chỉ muốn nói về tình thương của người mục tử là đi tìm kiếm cứu vớt những người bị bỏ rơi, những người khốn khổ bần cùng và mời họ gia nhập vào với đoàn chiên của giáo hội. Và khi một người tội lỗi hối cải, khi một người xa lạc trở về với đoàn chiên thì niềm vui đó là niềm vui hân hoan vui mừng của toàn thể giáo hội, là niềm vui tột cùng của tất cả mọi người. Đức Giáo hoàng Francisco cũng trong bài giảng ngày 3 tháng 6 năm 2013 đã nhấn mạnh, trái tim của vị mục tử nhân lành không phải là trái tim thể hiện cho chúng ta thấy lòng thương xót, nhưng chính là trái tim hay thương xót. Ở nơi đó, tình yêu của Chúa Cha tỏa rạng, ở nơi đó tôi được biết rằng tôi được chào đón và được yêu thương. Lễ thánh tâm Chúa Giêsu cũng được chọn là ngày thánh hóa linh mục. Những người mục tử đang chăn dắt đoàn chiên được trao phó. Sự thánh thiền của vị linh mục, của người mục tử trong đoàn chiên rất quan trọng, không những đối với bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả đoàn chiên được trao phó. Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài giảng ngày mùng 3 tháng 6 năm 2013 đã khuyên nhủ các linh mục. Anh em linh mục thân mến, trong phép thánh thể, chúng ta tái khám phá mỗi ngày vai trò mục tử của chúng ta. Trong thánh lễ hàng ngày, trong nguyện xin, chúng ta hãy thực sự lấy câu hỏi của Chúa Giêsu để hỏi cho riêng mình. Đây là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Đây là ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Bằng những lời này, Hàng ngày chúng ta có thể làm mới lại những lời chúng ta đã tuyên xưng trong ngày tiến chức. Cha xin cảm ơn tất cả anh em vì lời nói xin vâng để dâng hiến cuộc đời mình trong sự kết hợp với Chúa Giêsu và từ đây chúng ta tìm được suối nguồn của niềm vui thanh khiết những tâm tình của vị cha chung là Đức Giáo Hoàng Phan Cô không phải chỉ dành riêng cho người linh mục, cho những người chăn chiên mà còn dành cho tất cả mọi người khi tô hữu chúng ta, những con chiên trong đàn chiên của giáo hội. Đành rằng sự thánh thiền của người mục tử, của linh mục là cùng đích mà người linh mục phải nhắm tới, nhưng cũng rất cần đến chúng ta là những con chiên trong đoàn chiên của giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện và nâng đỡ những người mục tử của chúng ta. Nhất là khi các ngài thấy bị mệt mỏi, cô đơn, bị chống đối, xúc phạm. Khi ấy, những lời cảm thông và nâng đỡ của cộng đoàn là nguồn động lực để giúp các ngài trỗi dậy và tiếp tục nhiệm vụ chủ chăn mà Thiên Chúa đã giao phó. Như lời cầu nguyện trong Kinh Thánh Hóa Các Linh Mục, xin cho chúng con suy ngẫm không ngừng những lời Chúa, vì trong đó chiếu sáng sự khôn ngoan vĩnh cửu mà chúng con được no nê hầu dưỡng nuôi đoàn chiên Chúa phó cho chúng con săn sóc. Tất cả mọi người, từ đoàn chiên đến chủ chiên nếu muốn nên thánh thiện thì phải quy chiếu vào thánh tâm Chúa Giêsu và tìm đến với ngài bởi vì Chúa Giêsu đã phán hãy đến với ta hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi vì ách của ta thì êm ái gánh của ta thì nhẹ nhàng đến với thánh tâm Chúa Giêsu để tái khám phá ra trái tim lòng nhân hậu của ngài để chúng ta hãy thể hiện trái tim của người mục tử đối với đàn chiên để đàn chiên hiểu được tấm lòng bao la của người mục tử và nhất là đến với thánh tâm Chúa Giêsu để chúng ta tận hưởng nguồn ơn cứu độ. Amen.